Huấn luyện viên Shin tae trách cầu thủ Indonesia. Huấn luyện viên Shin tae không hài lòng khi các cầu thủ Indonesia mắc nhiều sai lầm dẫn đến trận thua Iraq 0-2 ở lượt đam bảng F vòng loại 2 World Cup 2026. Tôi lấy làm tiếc vì đội tuyển mắc quá nhiều lỗi. Huấn luyện viên Shin tae nói ở họp báo sau trận đấu trên sân Bung Kano chiều ngày 6 tháng 6. Những sai sót đến từ cá nhân, dù tổng thể đội bóng chơi hay. Trước trận, huấn luyện viên Shin tự tin tuyên bố Indonesia hướng đến chiến thắng trước đầu bảng Iraq. Thực tế, với 8 cầu thủ mang dòng máu lai like ở đội hình xuất phát, Indonesia kiểm soát hiệp một với 3 cơ hội có thể ăn bàn, nhưng đều bỏ lỡ. Khi Iraq tung Ali Yassim và Joseph Amin đầu hiệp 2, thế trận đảo chiều, hàng thủ Indonesia sụp đổ bởi những sai lầm. Phút 53, Justin Hapner long ngóng để bóng chạm tay dẫn đến phạt đền giúp hút Hussein ghi bàn. 6 phút sau, đội trưởng Jordi Amat chậm chân phạm lỗi với Joseph Amin ngay trước cơ hội đối mặt thủ môn, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp Đến phút 88, thủ môn Ernando Ari xử lý mạo hiểm trong vòng cấm để mất bóng tạo điều kiện cho Ali Jasim ghi bàn vào lưới trống, ấn định tỷ số 2, 0. Huấn luyện viên xin cho biết không khí toàn đội trong phòng thay đồ không tệ, nhưng thủ môn Ernando ngồi một mình và cảm thấy có lỗi. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy trong một, hai ngày, xin cho hay, nhưng vài ngày tới cậu ấy sẽ ổn. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Indonesia trước Iraq, trước đó là thất bại không. Nam cũng ở vòng loại 2 World Cup 2026 và 1 đến 3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Kết quả lần này khiến Indonesia lỡ cơ hội tiến sát hơn đến tấm vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Hiện, họ vẫn đứng nhì bảng F với 7 điểm, nhưng chỉ còn hơn Việt Nam 1 điểm. Cả hai đội đều đang có hiệu số âm 2. Ở lượt cuối ngày 11 tháng 6, nếu Indonesia thua Philippines, Việt Nam chỉ cần một điểm trước Iraq là đi tiếp. Tại giải này, khi hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại là chỉ số được xét đến đầu tiên